Tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến trường hợp thứ hai ở camera Hoàng Viết Hình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho Phật tử Hoàng Viết Hình 49 tuổi bị ung thư phổi di căn vào não và xương. Bệnh viện đã trả về ở thành phố Điện Biên. Hôm qua ban hộ niệm chúng con mới nhận ca người bệnh 8 ngày không ăn được, liệt nửa người bên phải. Hôm qua không nói được nhưng được ban hộ niệm một buổi thì hôm nay nói được nhưng khó khăn. Người bệnh có tín tâm nhưng chưa vững vàng, phần nội tạng đang bị hoại tử. Lúc còn khỏe có nợ nần do làm ăn thua lỗ, trong hoàn cảnh đó đã gây ra cho gia đình không được êm ấm, nên có lúc bị vợ con nói những lời bất nhã làm anh cũng buồn tủi. Nay anh mắc trọng bệnh, vợ và các con hết lòng chăm sóc hỗ trợ, mong muốn người bệnh yên tâm niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con kính xin thầy từ bi khai thị cho Phật tử Hoàng Viết Hình yên tâm buông xả những lo âu về nợ nần và tha thứ những lời nói của vợ con khi gia đình rơi vào tình trạng đó mà có những lời không phải với Phật tử. Chúng con xin thầy khai thị cho gia đình hiểu về sự hộ niệm cứu người thân của mình được vãng sanh, và xin thầy điều giải chư vị trong pháp giới hữu duyên với anh để anh trong cơ duyên này có phước phần được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thay mặt gia đình chúng con thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Anh Hình ơi, tôi biết hiện tại bây giờ anh khổ đau lắm phải không? Sinh lão bệnh khổ mà, còn một bước nữa là tử khổ. Nếu anh lắng nghe lời Diệu Âm khuyên đi nhé, mong rằng anh quyết tâm quyết chí vượt qua cảnh tử khổ này, đừng đi theo con đường chết. Mỗi người chúng ta, anh Hình ơi, đều được quyền vượt qua cảnh chết đấy, tức là không còn chết nữa mà mình đi vãng sanh đấy anh Hình. Gia đình nghe đây, vãng sanh hoàn toàn khác với chết. Chết là cảnh tang thương đau lòng, người nhà thì buồn tối, người chết thì đi đọa lạc. Còn anh Hình ơi, hãy nghe lời Diệu Âm khuyên đi, quyết lòng đi vãng sanh đi anh Hình. Vãng sanh thì không chết, mà vãng sanh là liệt cái thân xác trong tục hư hại này, liệt cái túi thịt đang bị ung thư não này này, trở về Tây Phương Cực Lạc. Trở về Tây Phương Cực Lạc là chính cái chân tâm, cái linh hồn của mình đi về cảnh đó hướng đời đời an vui cực lạc, không còn sanh không còn tử nữa. Còn chết là mình liễn cái thân này, cái linh hồn của mình sẽ tìm đến một cái thân xác trầm tục khác để mà nương náu. Thân xác đời này bị ung thư, anh Hình ơi, thân xác đời sau coi chừng còn tê hại hơn, đau đớn hơn, khổ sở hơn cái thân xác đang nằm đây nữa đấy. Anh Hình có nghe rõ Diệu Âm nói không? Anh hãy quyết định đi, nhất định đi về con đường an vui cực lạc đi anh Hình nhé. Nếu anh nghe lời Diệu Âm nhắc nhở, anh quyết lòng đi thì cơ hội vãng sanh vẫn còn trước mặt anh, vẫn chờ đợi cho anh nắm lấy mà đi thành đạo. Không biết anh Hình
nghe những lời này có thấy tự nhiên vui vẻ, hớn hở để chờ ngày mình đi thành đạo không vậy anh Hạnh? Anh có, nếu mà anh nghe được, anh có thể vui vẻ, có thể đưa tay lên để cho tất cả mọi người mừng vậy không anh Hạnh? Không biết anh Hạnh có nghe những lời gì ông nói không chứ vậy? Dạ, nếu mà nghe được thì chị đưa hai tay để cho biết là dạ, người bệnh có nghe được không ạ? Dạ, quan trọng là anh Hình có nghe được hay không, hay là trong trạng thái này anh Hình không nghe được? Dạ, nếu anh nghe được thì chị đưa cái tay để trả lời là anh nghe được không ạ? Anh có nghe được không chị? Nếu mà anh Hình nghe được những lời nói có dịu âm thì xin chị ngồi bên cạnh đó giơ tay lên. Anh có nghe được. À, tức là anh nghe được phải không? Nhưng mà tại vì thân bất không có thế nào mà đưa tay lên được, cũng không sao. Được rồi. Anh Hình ơi, dịu âm nói chậm lại cho anh nghe này. Thực sự trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mà anh được nghe câu danh hiệu A Di Đà Phật, thực sự là một điều vô cùng may mắn cho anh. Thực sự là anh có thiện căn phước đức nhiều lắm đấy. Anh Hình ơi, đời này không ai thoát cái cảnh bệnh hoạn mà chờ buông bao thân đâu nhé. Nếu thực sự anh là người có thiện căn phước đức lớn, nhưng cả cuộc đời này không hướng được cái thiện căn phước đó, đức đó, mà chờ đến giây phút cuối cùng cuộc đời để hướng thiện căn, thì mong anh hãy đem tất cả những thiện căn phước đức này dồn lại để mình đi con đường giải thoát thành đạo nhé. Anh Hình có nghe rõ không? Chỉ còn một tinh thần vươn lên, quyết chí đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật đã phát đại thệ rằng một người giấu cho trong một đời này mình mê mờ tạo nghiệp đến đâu, nhưng trước giờ phút lâm chung còn nghe được câu danh hiệu A-di-đà-phật, phát tâm tin tưởng niệm A-di-đà-phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho một niệm niệm A-di-đà-phật rõ rõ rành rành với lòng tha thiết chân thành, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà-phật mà không đưa mình về Tây Phương thành đạo, ngài thề không thành Phật. Anh Hoàng Viết Hình ấy, có nghe không? Rõ ràng bệnh ung thư phổi chuyển qua não vào xương, bệnh viện đã trả về. Đây là lời nhắc nhở rằng mình không còn cách nào lưu giữ cái thân tàn tạ này nữa. Thì anh mạnh dạn buông xuống mà đi con đường giải thoát không bị đọa lạc nhé. Nhất định không đi con đường chết để chịu thê lương đau đớn nhé.
nhất định đi về cảnh Tây Phương để hưởng tất cả mọi sự an lạc, phước báu vĩ đại trên đời nhé. Anh Hình có chịu không? Anh Hình có đồng ý không? Nếu anh đồng ý vậy giơ tay lên đi. Hứa với vợ ông đã đi vãng sanh đi anh Hình. Anh giơ nổi không? Đúng rồi. Hãy giơ tay lên đi anh Hình. Anh Hình ơi, có phải rõ ràng tại cõi thế gian này tất cả đều chỉ là khổ, làm ăn thất bại là cảnh khổ, vợ con vì thất bại buồn phiền là cảnh khổ, còn vạn cảnh khổ khác nữa đang chờ mình anh Hình ơi, hiểu không? Bây giờ đây đề nghị với anh buông xả tất cả vì vợ con đang tha thiết muốn anh đi làm đạo, đi thành Phật, không còn cảnh khổ nữa. Nếu anh nghe lời giữ âm, cùng phát tâm vững mạnh, cùng quyết lòng niệm Phật, cùng cầu nguyện vãng sanh, từ một người phàm phủ ung thư phổi này sẽ biến thành một vị Bồ Tát để ảnh hưởng tất cả những đạo lực phi thường thần thống diệu dụng. Anh Hình ơi nghe không? Quyết lòng nhé, mau mau trở về Tây Phương thành đạo, lưu lại tương lai lành cho vợ con mình vui vẻ, cho đồng tu có niềm tin, và chính mình nhất định lợi dụng cơ hội này mà đi con đường giải thoát thành đạo, chấm dứt tất cả mọi cảnh khổ đau mà mình đã chịu qua từ vô lượng kiếp đến nay nhé anh Hình. Quyết lòng đề nghị với anh Hình, trong giờ phút này chỉ còn có tâm kiên nghị của mình cứu mình thoát nạn. Nếu mình còn tham chấp, còn buồn phiền, còn lo sợ, còn không niệm Phật trở về Tây Phương, thì đành rằng tự mình chịu nạn, đành rằng tự mình chịu khổ, nhất định bác sĩ thuốc thang cũng không cứu được mình, A-di-đà Phật cũng đành không cứu được mình. Khi anh Hình không quyết lòng niệm Phật, không chịu về Tây Phương, anh Hình ơi vui vẻ lên, mỉm cười đi, để Phật lực gia trì cứu anh thoát nạn nhé. Anh Hình có nghe rõ chưa? Nguyện cầu A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiếp độ Phật tử Hoàng Viết Hình vạn sanh thành đạo. Khấn nguyện chư vị trong pháp giới nhìn thấy cảnh khổ này mà tự mình suy xét lại cảnh khổ của chính mình đã từng chịu qua từ vô lượng kiếp đến nay. Hôm nay từ cảnh khổ này cầu nguyện cho ai ai cũng giác ngộ, quyết lòng ly khổ đắc lạc, quyết lòng niệm A Di Đà Phật, trở về về cảnh đại lành đại thiện, trở về cảnh cực lạc an vui, Tây Phương cực lạc để thành đạo. Cầu mong cho chư vị cùng phát tâm niệm Phật, hộ niệm giúp cho Phật tử Hoàng Viết Hình được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Cầu nguyện cho chư vị cũng nương theo dịp này cùng nhau niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh, cùng về Tây Phương, cùng thành đạo quả. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. A Di Đà Phật. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị một lần nữa cho Phật tử Hoàng Viết Hình pháp danh Tâm Đạo. Phật tử hôm nay thấy tỉnh táo hơn nhưng rất yếu.
thân thể bồn chồn không yên, phát hỏa mạnh hơn từ đêm đến giờ, tự cởi phanh hết cúc áo. Phật tử còn luyến ái tình thân vì còn mẹ già 90 tuổi, còn có cô em gái và cháu gọi bằng chú ruột mới đến. Vì chưa hiểu đạo nên hai người này đến bên chăm sóc hay mủi lòng rơi nước mắt trước mặt Phật tử. Anh còn lo lắng cho con gái út đang học cấp 2. Chúng con kính xin lão cư sĩ khai thị và điều giải chư vị pháp giới hữu duyên với anh để anh có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sao mà hay quá, hôm trước thì nghe anh Hình chưa có pháp danh mà hôm nay thì có pháp danh Tâm Đạo rồi. Hay quá. A Di Đà Phật. Anh Tâm Đạo ơi, anh có thấy cái hình ảnh của chị Trần Thị Châu mới vãng sanh hôm thứ tư này không? Hay không anh? Nếu chị đó trước khi xả bỏ báo thân mà còn lo lắng về con cái, còn nghĩ về cha mẹ, còn nhớ đến người thân, còn nhớ đến gia tài điền sản hay bất cứ một cái gì khác, thì chính giờ phút này chị Trần Thị Châu đó đã thọ nạn được 2 ngày rồi. Thọ nạn 2 ngày này là sẽ tiếp tục thọ nạn đến vô lượng kiếp sau. Nhưng mà chính chị Châu này không biết là bao nhiêu tuổi, thấy còn trẻ quá, ra đi chỉ 10 tiếng đồng hồ mà thân tướng đẹp vô cùng, chứng tỏ rằng chị này dẫu có tệ gì tệ nữa cũng có thể sánh lên một cánh trời hưởng phước đây. Anh Hình có biết không, hồi giờ mình cứ nghĩ rằng là lên cánh trời lên đâu, đâu dễ gì mà thấy một người thực sự lên cánh trời. Đấy, chị Châu đấy, 10 tiếng đồng hồ rồi, chứ vị coi thân tướng mềm mại đẹp vô cùng. Chứ vị biết trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói câu này: một người khi ra đi chiếu xúc được quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn. Thân nhu nhuyễn là thân mềm mại tươi hồng như người còn sống. Cứ để như vậy đi, niệm Phật 20 ngày 1 tháng, thân sắc vẫn hồng, vẫn tươi, vẫn đẹp. Một cái hiện tượng bất khả tư nghị, anh Ninh có biết không? Ý nhu nhuyễn là người đó ra đi hoàn toàn trong an tịnh, không bị một chướng ngại nào cả. Nếu ra đi mà còn chướng ngại thì ảnh hưởng ngay đến cái thân xác đó, sẽ cứng đơ và ác tướng hiển hiện tức thời, không còn mềm mại, không còn tướng lành nữa. Đó là thể hiện cho sự đọa lạc đau đớn vô cùng trong tương lai. Anh Hình ơi, một người bệnh nặng ngộ ra đường đạo, mãnh dạn niệm Phật trở về Tây Phương, người đó tức khắc bỏ đi cảnh phàm phu khổ nạn, liền đi tất cả những cảnh khổ của thế gian này, về Tây Phương hướng đời an vui cực lạc, tự nhiên thị hiện một thân tướng bất khả tư nghị. Thân tướng đó là gì? Chính cái thân xác của mình biến thành nhục thân của một vị Bồ Tát. Anh Hình ơi, nghe đây, Bồ Tát ngay tại tâm mình biết buông xả ra, quyết lòng lý thành đạo. Phàm phu cũng ngay tại tâm mình, lúc sắp chết rồi mà còn thương tiếc này, còn nhớ nhung nọ, cứ bám
cảnh hảo huyền trong đời này đã chịu cảnh huyền hảo đau đớn hơn. Tất cả đều tại mình anh tâm đạo ơi, mau mau tỉnh ngộ, mau mau tỉnh ngộ. Mình phải cứu được chính mình thì mình mới có khả năng cứu được người thân, người yêu của mình. Anh hình ở trong đời này mình có vợ, có con, có cha, có mẹ, thì đời trước mình cũng có vợ, có con, có cha, có mẹ. Anh hãy suy nghĩ đi anh hình ơi, cha mẹ của mình trong đời trước bây giờ ở đâu rồi? Vợ con của mình trong đời trước bây giờ đang ở đâu? Chú bác thân bằng quyến thuộc của mình nhiều vô cùng đấy, đang ở đâu vậy? Hãy suy nghĩ đi. Rõ ràng là trong đời trước sợ rằng là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình không có cái dịp may mà được những người quay chung quanh hộ niệm nhắc nhở cho con đường siêu thoát đâu, mà chỉ vì luyến ái, mà chỉ vì tham tiếc, mà chỉ vì còn quyến luyến đủ chuyện mà đi đọa lạc. Đọa lạc truyền miệng không tìm ra một người thoát nạn. Nghĩ như vậy mới thấy là trong những ngày dỗ ngày quải, ở trên bàn thờ mình thắp cái nhang cầu nguyện cho cha mẹ mình được cái gì đó hoàn toàn chỉ là trên hình thức, còn thực sự người thân của mình bị đọa lạc đớn đau. Muốn cứu người thân của mình thì làm sao đấy? Anh hình ơi, mau mau nghe những lời này mà bừng bừng tỉnh ngộ lên, phải quyết làm niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Người phàm phủ chúng ta đã gặp câu A-di-đà Phật mà hứng hờ không tin nữa thì nhất đến đời đời kiếp kiếp sau không thể nào tránh khỏi ách nạn. Đã bị ách nạn quá khổ đau, chính mình cứu mình không được thì làm sao cứu được thân bằng quyến thuộc, làm sao có thể cứu được người em gái, làm sao có thể cứu được người tổng nhân đấy. Tất cả đều là ách nạn cả. Chính vì thế mà khi gặp một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình phải ngộ ra liền chính câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là pháp môn phương tiện vô cùng thiện xảo đưa một người phàm phủ như chúng ta đi thẳng về chân tâm thành Phật. Ngoài pháp niệm Phật này không tìm ra một pháp nào khác, ngoài cái phương tiện vãng sanh này không tìm ra một phương tiện nào khác để giúp cho phàm phủ như anh, như tôi, như tất cả mọi người trên đường dung này có cơ hội một đời này thành đạo. Anh hình có nghe rõ chưa? Hôm trước khai thị cho anh hình như anh mệt mỏi lắm, bây giờ thấy anh tỉnh táo, dịu âm này mừng vô cùng. Hy vọng trong cơn tỉnh táo này, nghe những lời này, anh bừng bừng tỉnh ngộ, giác ngộ ra đi. Anh quyết lòng quyết dạ niệm A-di-đà Phật trở về Tây Phương. Một người Bồ Tát trên cõi Tây Phương phước báu vô lượng vô biên, đủ sức cứu độ tất cả chúng sanh, đủ sức làm tất cả những ước nguyện gì của mình, phải không anh Nịnh? Anh giơ tay lên một lần nữa để cho mọi người đều hoan hỷ. Để coi anh vững vàng, để coi nếu anh vững vàng như vậy, anh là một người chuẩn bị làm Bồ Tát. Nếu anh không vững vàng như vậy thì anh chuẩn bị tìm đường khổ nạn mà đi. Mình cớ chi mà không đi thành đạo, phải không anh Hình? Đúng không? Vui vẻ chưa? Hân hoan lên chưa? Một đời này gặp được câu A-di-đà Phật, một đời này gặp người yểm trợ cho mình vãng sanh. Ôi chỉ vì trong nhiều đời nhiều kiếp anh đã tạo ra thiện căn phước vô lượng vô biên, mau mau tin tưởng vững vàng, gom tựu những công đức từ trong quá khứ
về đây mà đi thành đạo, quyết chí nhất định tin tưởng. Anh Hình có đồng ý không? Anh Tâm Đạo có đồng ý không? Có quyết lòng không anh Hình? Quyết lòng thì giơ tay lên coi, sao mà làm thinh vậy? Chỉ yêu thương là ai đâu. Anh Hình có nghe chưa? Muốn lo lắng cho con gái, anh không về Tây Phương làm sao mà lo lắng được, đúng không? Đệ tử anh vô chứ mắc mớ gì. Chị Dữ Thương nhớ nhé, cầu mong cho anh Hình nghe từng điểm chị Diệu Thương nhắc nhở, nhớ nhé. Chị Diệu Thương chứ Khai Thị còn hay hơn Diệu Âm nhiều lắm. Phải nghe chị Diệu Thương, nhớ ngang anh Hình, cầu mong cho anh trong dịp này tự nhiên bao nhiêu phước lành, trong nhiều đời nhiều kiếp hồi tụ về đây, phát tâm tin tưởng vững vàng, quyết lòng vãng sanh, anh sẽ làm một người Bồ Tát chuẩn bị đi cứu độ vô lượng vô biên, chứ không phải nằm chèo quéo thở phì phèo. Nếu anh sơ suất không tin lời này, đành rằng phải chấp nhận thương đau. Anh Hình ơi, cớ chi tìm đường khổ nạn mà đi, tại sao không về Tây Phương hướng đại phước lành? Một cuộc đời không còn sanh không còn tử, hướng an vui cực lạc, và tất cả hạnh nguyện của mình đều có thể từ từ từng bước giải quyết hết. Mong cho anh Hình vững vàng nhé, vui vẻ nhé. Nguyện cầu chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Hoàng Viết Hình, pháp danh Tâm Đạo, xin chư vị cùng buông xả oán thù ra, quyết cùng nhau niệm Phật. Chư vị ơi, chỉ có tự mỗi người chúng ta niệm Phật mới thoát vòng khổ lụy. Diệu Âm này biết rằng tất cả chư vị đang khổ đau trong cảnh giới đau khổ, nhưng chính Diệu Âm này cũng chỉ cúi đầu năn nỉ chư vị tin lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật để về Tây Phương chấm dứt cảnh khổ đau này. Ngoài chư vị làm việc này, không ai có thể thay chư vị làm được những chuyện này. Mong chư vị nhớ cho tất cả đều do tự mình quyết định. Đó là hay cực lạc tự mình đi lấy. Cúi mong chư vị cũng như anh Hoàng Viết Hình, hãy quyết lòng đi về miền cực lạc để hưởng phước, đi về miền cực lạc để không còn sanh tử nữa, đi về miền cực lạc để thành đạo vô thượng, đi về miền cực lạc để cứu độ lẫn nhau. Nguyện mong cho tất cả sớm giác ngộ, quyết lòng quyết dạ cùng thành Phật đạo, cùng độ chúng sanh nhé. A Di Đà Phật. Anh Hình có thấy vui chưa? Đau như vậy không phải là khổ, mà có người hướng dẫn về Tây Phương, mình về Tây Phương thì chấm dứt tất cả khổ đau anh Hình ơi. Nói như vậy có đúng không chị Diệu Thương? A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được thay mặt cho gia đình thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con cũng xin thay mặt cho toàn thể đại chúng thành tâm chúc mừng cho bác vì cơ hội trở thành một vị Bồ Tát bất thối ở trên cõi Tây Phương đang ở ngay trước mũi bàn chân rồi. Xin bác hãy nhìn thấy những tấm gương vãng sanh vô cùng là vi diệu. Hãy nghe lời khai thị của lão cư sĩ Dầu Âm, nghe lời của ban hộ niệm, vững vàng tin tưởng
Nhất định một cơ hội này niệm Phật đi vãng sanh, thật sự thoát khổ được vui, đời đời kiếp kiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
bỏ một gối, bỏ một gối. Xin thông báo cùng với tất cả đại chúng, sau 13 tiếng đồng hồ, con đã kiểm tra hơi ấm và kiểm tra độ mềm trên thân của Hương Linh Hoàng Viết Hình Pháp Danh Tâm Đạo, thì toàn thân lạnh hết, hơi ấm nhẹ, nhẹ một chút xíu, mà con phải rất cẩn thận để kiểm tra mới thấy được một chút nhẹ, nhẹ cảm thấy hơi phản một tí hơn so với chỗ khác ở đỉnh đầu, ở cái phần gáy, gần chỗ về cuối ở gáy này. Và thân của chú thì thật sự là mềm mại, khi 11 tiếng con khều thử cái tay thì nó đã mềm nhũn rồi, khều đưa được đấy, và con đã bảo với cháu Long là ổn rồi. Nhưng vì con có một tính rất cẩn thận, con học được thầy Dụ Âm là chúng ta phải luôn không bao giờ được chủ quan, chủ quan là ngã mạn. Cho nên con vẫn cẩn thận ngồi thành tâm niệm Phật tha thiết. Và đến bây giờ, hơi ấm của chú là toàn thân lạnh như băng tuyết, và chỉ còn một chút không lạnh bằng những chỗ khác là ở đỉnh đầu. Chân tay thì rất là mềm. Theo với nhận định của con, chúng ta giữ trật tự nhé. Tại sao chúng ta không giữ trật tự được à? Niệm nhận các huệ nhận, con không được nghe một lời nào của chú Hình nói với con, nhưng tất cả chú nói bằng ánh mắt. Và ngay chiều hôm qua khi hội nghị xong, con đã tâm sự với chú rất là tốt. Chú nghe lời con từng ánh mắt nhìn vào, như đặt trọn niềm tin ở với con. Con bảo chú phải nghe chị. Chị rất là thương chú, nhưng chị chỉ đóng vai trò đem lời Phật đến đây hướng dẫn chú. Nếu chú khôn ngoan, chú nghe lời chị từng điểm, thì chính chú sẽ cứu được chú qua cái cảnh khổ này, để chú về Tây Phương Cực Lạc. Và những lời đó, chú nhìn con chằm chằm bằng cái ánh mắt rất tin tưởng và chân thành, cầm cái tay con mà để nói rằng chị ơi em tin chị, bóp chặt tay con, cứ bóp đi bóp lại, bóp chặt như thế này. Nhưng bảo giơ tay thì không giơ. Sáng hôm qua con lễ Phật xong nói chuyện chú, thì chú lấp máy mồm mày, vâng, nhưng mà cái từ vâng nó không rõ. Quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc chú nhé, vâng, nhưng không rõ. Đến hôm nay tướng thực sự thanh thản, thực sự đẹp, mà cái niềm tin này con chỉ biết nói rằng con cảm ơn Tam Bảo, và con không biết cảm ơn thầy Diệu Âm đến mức nào nữa. Nếu như không có thầy, thầy không đem pháp hộ niệm về cho người Việt Nam, thì từng người Việt Nam chúng ta lầm lỗi trong hàng nghìn năm qua, không có một người nào ra đi để lại một tướng như thế này. Cứng nhắc xấu đơ là báo hiệu trước tiên triều đoạn lạc. Một người mà niệm Phật, sáng nay chúng con trực đến 3 giờ hôm qua khi mà con tưởng chú ra đi, nhưng hơi thở lại ổn định dần lại, con cảm thấy không gấp rút. Con cho tất cả đại chúng cùng gia đình đi nghỉ ngơi, còn một mình con với một em mầm là em gái, mới một đứa cháu, và sau đó thay cho mình bà Thím.
mà con không dám cởi áo chàng ra để nằm nghỉ. Lúc nào mệt quá, lăn tạ ghé cái chân vào cái chăn của mọi người, chốc lại ngó lên. Như vậy đến sáng nay, con lại nói một lời tiếp, chú lại giơ tay ra, ý nói với con là cho em ngồi dậy. Con cho ngồi dậy xong, xoa xước xong, bảo chú quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc đi. Đặt nằm xuống và con nhìn thấy hơi thở bắt đầu yếu dần và hộ niệm. Chú ra đi trong tiếng niệm Phật của đại chúng nhẹ nhàng thanh thản, không có một chút gì vật lộn đau đớn. Một người ung thư đã phải tiêm morphin và đã dùng cả bình oxy, nhưng con lên hộ niệm vào thứ năm bảy sáng thứ năm con lên đến nơi. Thì tối hôm đó con hộ niệm cho bác Phiêu, con lấy bác Phiêu làm động lực để khuyến tấn cho chú. Khi khuyến tấn bác Phiêu xong, chú tự cầm tay dứt bình oxy ra, không thèm thở nữa. Và trong mấy ngày qua không thèm thở bình oxy. Nên con đi hộ niệm cho nam giới, con biết hộ niệm cho nam giới, nếu như chúng ta khuyến tấn được họ, tin được ở lời hướng dẫn của ta, thì người nam giới thực sự là đã làm là làm thật, chứ không phải làm chơi. Còn nếu như chúng ta không đủ niềm tin để hướng dẫn cái niềm tin đó, truyền niềm tin đó cho họ, thì sẽ không thành công. Còn nam giới, hôm nay con kiểm tra thân tướng của chú, thì thân tướng của chú ra đi trước khi tắt thở. Vì động vào tất cả các ngón tay, ngón chân là mềm, không còn có một cái cảm giác cứng vậy gập vào thế này. Cái cổ tay, cái khớp tay vậy, đặt đến đâu là mềm đến đó. Chốc gia đình chỉ cần lấy nước ấm rửa bao người, chú sẽ để lại một cái tướng đẹp vô cùng hoa nhỉ, trắng hồng và sẽ mềm nhũn ra. Cho nên là con không biết nói điều gì. Khi kiểm tra thân tướng của chú hình xong, tâm con òa lên trong nỗi mừng vui khôn xiết. Rằng Phật không nói dối, chỉ vì chúng ta không tin nổi Phật. Ngay cả những bạn đạo con đã hộ niệm cho 17 tháng qua, mà tại sao một căn bệnh đủ đến không ăn được lại lo âu? Tại sao một cái không ngủ được lại lo? Con hôm nay hộ niệm cho chú Hình gần như đứt cả cổ họng. Về lúc mà chuẩn bị lâm chung, con phải nhắc, vì hôm nay đạo tràng của con không đầy đủ, chỉ có một vài người, cái lực lượng mạnh để hộ trì lúc xả bỏ thân không có. Cháu Long thì lại con không kịp báo cho đến, mà một số bạn ở đạo tràng khác thì lại chưa nắm rõ cái này, lại niệm theo kiểu dẫn chúng. Cho nên con phải dùng tất cả cái khí lực của con để nói. Con đau đến nỗi cổ con đau và họng đau, nhưng nhờ Tam Bảo gia trì, nãy con uống được một chút nước sâm mà bây giờ con không phải đeo tai nghe nữa. Chư vị có biết không, con nhìn thấy nếu như chúng sinh không tin vào pháp Phật, không niệm câu A Di Đà Phật khi trước bỏ thân, chắc chắn bị đọa lạc. Chính vì vậy mà con quên tất cả mình đi, ngủ con cũng quên đi, ăn con cũng quên đi. Từ sáng đến giờ con hộ niệm đến lúc 7 tiếng, trên 7 tiếng đồng hồ con mới ra ăn hai bát cơm đã nguội ngoeo ngoắt rồi. Vào đến bây giờ con chưa ăn một cái gì khác. Con có đói đâu, chỉ vì chú Hình đây đã trả ơn chị Diệu Thương rồi, chú đã trả ơn Tam Bảo rồi, chú đã báo ơn Phật rồi, chú đã báo ơn Thầy Diệu Âm. Mai là ngày Zoom đây, chị sẽ báo ơn này đối với Thầy, để cho Thầy và đại chúng trên Zoom lấy đây là một niềm tin vô cùng vui sướng. Cái niềm tin này chị thực sự cảm ơn Hương Linh, chị cảm ơn Hương Linh nhiều lắm. Em thực sự là người biết nghe lời, mặc dù chị chưa được nghe một lời nói nào của em đáp lại chị, mà chỉ bằng ánh mắt mà chị đã tin em. Chị bảo rằng chị đặt trọn niềm tin ở chú, chú không hề dối niềm tin này, không để làm phụ niềm tin của chị. Hôm nay con nói với cái tâm sự mà trào dâng trong con. Chính vì vậy mà hộ niệm đam mê vào máu của con,
Đam mê mà con cảm thấy tất cả thế gian này không còn điều gì để cuốn hút con bằng hộ niệm. Nên con sẽ thiền dương pháp hộ niệm này. Có duyên con sẽ nói rộng rãi pháp hộ niệm này. Hôm nay gia đình có tin vào pháp hộ niệm không? Có. Như cháu quan rể, cháu phải có trí tuệ, cháu vào pháp hộ niệm này để nghiên cứu quan chân dung. Cháu không phải sợ một điều gì là cùng tuổi hay là bảo cùng tuổi với thế gian bảo vàng là bị bắt. Làm gì có cái đó. Cô biết cháu rất là hiền, chỉ vì cháu nghe lời những người của thế gian mà hôm nay lúc đầu không sáng xuống để lễ Phật giúp cho bố. Nhưng cô lên kiểm tra thì cháu lễ ở trên cát, cô cũng thấy yên tâm vì sao cô phải khai thị để cho cháu sắp ngủ ra cái chỗ. Hôm nay bố cháu được như thế này, cái phước đó các cháu được hưởng, các cháu sẽ là con của vị Bồ Tát. Làm sao nếu như cháu không sát sinh không hại vật, cháu đoạn ác tu thiện theo lời Phật thì cháu sẽ được hưởng cái phước đó trọn vẹn. Các em mở được nào. Anh em được như thế này, em tin đi, tin Phật đi. Chị biết em có thiện căn, hãy tin Phật đi để mà chính cái thân của anh em độ cho các em tin. Để đời này em cũng niệm Phật rồi mời hộ niệm để em được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đại chúng hôm nay có cháu Nhung, nhờ cháu Nhung là trong ban hộ niệm của Sơn La, là cháu về đằng vợ của chú Hình mà chú Hình mới gặp được ban hộ niệm. Con cũng xin chúc mừng người dân của thành phố Điện Biên thực sự có phước, mới một thời gian ngắn ngủi mà đã có 2 ca viên mãn. Đây chị của Hà là chị cháu Hà, đây là chị gái của cháu Nguyễn Văn Minh. Em không phải lo đâu, có ta bảo gia trì, không phải lo điều gì. Cho nên là con mong tất cả đại chúng hôm nay, tất cả đại chúng chúng ta có tin không? Có. Tin giơ tay cao. Thế bà bằng có còn phải lo đi về, tối nay tôi đi về để tôi trông cháu được không? Nếu bà còn tin, còn ý niệm nào cho mình là ác đấy, không tương ứng với Phật, niệm Phật vẫn không vãng sinh. Và con mong tất cả gia đình mình, cả cháu Toan, tất cả gia đình mình hãy lấy đây một bài học để mà chúng ta từ nay đoạn ác không thiện. Tại sao chú Hình bị ung thư? Di căn đến não, di căn đến xương mà chú lại được như vậy. Cháu Toan thấy bố cháu ra đi trong đau khổ đúng không? Chết trong đau khổ, đau đớn. Nhưng chú cháu cho thấy có đau đớn không? Nằm nhẹ nhàng, mầm có thấy không? Nếu như hôm nay mà các em, các cháu mà không tin được nổi pháp môn niệm Phật hộ niệm để thành Phật này thì đúng là chư Phật đau lòng, giác niệm. Hôm nay con nói lên lời này để bây giờ con sẽ hướng dẫn tiếp theo về cái chuyện làm hậu sự cho gia đình.